anh em, mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ test con ổn định điện V2 thần thánh ở trên cái con xe Zim của mình đây. Đó, đây là chiếc Zim của mình đây. Kim Motul anh em nhé. Đó. Thì ở cái clip hôm nay ấy, là mình sẽ test phá cái con ổn định điện V2 của mình. Đây thì các bạn cũng đã thấy là mình đã khui hết cái hộp bộ điện của mình ra rồi, bình ắc quy các thứ ở đây mình đã vứt ở đây. Đó. Thì cái con ổn định điện V2 này của mình thì mình đã gắn ở trên chiếc xe Dream này của mình cách đây 6 đến 7 tháng nay rồi. Và đến bây giờ hiện tại thì nó vẫn cứ dùng ngon lành anh em nhé. Đó thì cái clip này sẽ dành cho những anh em nào mà đang có nhu cầu muốn lắp những cái con ổn định điện vào những cái chiếc xe thân yêu của mình mà muốn chạy đèn LED. Ok, thì đây là mình đã gắn một con đèn LED thì rất lâu rồi. Những cái clip trước thì mình cũng có quay là mình đã gắn cái con đèn LED ở đây rồi. Ok, thì có nhiều anh em có đặt hàng bên mình về mà có phản hồi lại thì bảo là gắn cái con này không có cái tác dụng gì và nó vẫn cứ yếu bình. Ok, và bây giờ cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà test cái con này xem cái độ ổn định của nó sẽ như thế nào. Đó, thì cái clip này là mình sẽ tháo hẳn cái bình ắc quy này ra. Đó, nếu như trên xe của các bạn mà có cái bình ắc quy để mà nó thắp sáng đèn ấy thì nó là quá bình thường. Kể cả những cái xe mà sử dụng những cái cục sạc Attila ấy, mà để nuôi cái bóng đèn LED của các bạn ấy, nó quá bình thường luôn nếu mà có cái bình ắc quy. Còn clip hôm nay là mình sẽ test luôn là không có bình ắc quy thì để xem là cái con ổn định điện này nó có đủ nuôi cái đèn LED của mình hay không. Đó, thì giới thiệu với các bạn đây là đèn LED V8 do bên mình có phát triển và ship cho hàng cho anh em đó. Thì cái con đèn LED này thì anh em cũng đã biết rồi, ở những cái clip trước thì mình có giới thiệu rồi. Và cái clip này là mình sẽ bỏ luôn hẳn cái bình ắc quy ra ngoài và mình sẽ phải đạp nổ anh em nhé, có bình nữa đâu mà để. Ok, thì bây giờ là mình sẽ phải bỏ cái này ra đã, không có là nó chập. Ok, đó, nó không chạm hai cái cực vào nhau. Và bây giờ là mình sẽ đạp nổ và mình sẽ không can thiệp bằng tay ga nha, mà mình sẽ vặn ga anti lên nha. Ok, thì bây giờ là mình sẽ phải đạp nổ đã. Đó, cái xe của mình đã nổ rồi, đồng hồ nó đang chớp nhằng nhằng kìa. Đó, lúc báo lúc không, như này là quá bé. Cái bóng đèn mo đang giật đùng đùng. Đây là ở chế độ bình thường anh em nhé. Đây là ở chế độ bình thường. Đó, đây là ở chế độ bình thường. Ok, thì bây giờ là mình sẽ phải tăng ốc ga anti lên đã nha. Nhìn vào cái máy quay mà cắm cái tô vít vào còn trượt. Đó, mình sẽ để một cái tầm này. Xe này thì mình cũng vừa mới rửa xong. Đây, nước nó vẫn còn đang chảy ra đây này. Nó, mình đi mưa mấy ngày hôm nay nó bẩn quá thì mình phải rửa qua đi. Ok, thì bây giờ là mình thử bật cái đèn pha lên xem nó làm sao. Đó, vẫn sáng bình thường anh em nhé. Đây, mình quay lại cái chỗ bình ắc quy của mình vẫn đang vứt dưới đất này. Đó, cái đèn pha của mình vẫn đang sáng bình thường. Đó, anh em thấy không ạ? Cái sức mạnh của con ổn định điện V2 thần thánh là nó như thế này. Nó không cần đến bình ắc quy luôn anh em ạ. Đây thì mình có chia sẻ luôn với anh em đây, con ổn định điện V2 thần thánh này. Cái cách đấu thì cái dây đỏ này sẽ gắn vào dây nâu và cái dây đen này sẽ gắn vào dây mát để ra đằng sau đây anh em, hoặc là anh em có thể gắn thẳng vào khung. Còn cái dây mát của sạc đây thì nó sẽ là hai cái dây vàng nó vào con mát sạc ở đây. Đó, cái mát đây anh em có thể nhìn đây, thì đây ra đây. Đó, nó sẽ can thiệp bằng hai cái đường này. Đây là dây bình ắc quy của mình. Bây giờ mình sẽ thử gảy vào khung cho nó tóe lửa. Đó, nó tóe lửa anh em. Đó, nó đang tóe yếu là bởi vì nó đang phải nuôi bóng đèn anh em nhé. Đó, không cần luôn đến bình ắc quy luôn anh em nhé. Đó, còn nếu mà có bình ắc quy mà cái đèn LED của các bạn ở đây nó sáng thì là chuyện quá bình thường luôn. Đó, đây là cái đèn này ở đây bây giờ nó đang không sáng được nữa luôn. Có khả năng là nó bị cháy từ lúc nào rồi mình cũng không để ý. Đó, mình bật đèn pha lên, pha cốt bình thường anh em nhé. Đó, quá là ngon anh em ạ. Chỉ với 100.000 đồng một cái con này thôi. Ổn định điện V2 thần thánh này chỉ có 100.000 đồng, anh em đã sở hữu được một bộ điện khỏe trên chính chiếc xe Zim này của mình. Đó, và bây giờ là mình có thể là tắt cái máy này đi đã để mình chia sẻ tiếp với anh em. Ok, nếu như anh em nào mà còn nói là cái xe này của mình đã độ điện rồi ấy, thì mình cũng xin phép là mình rút luôn cái rắc ở đây ra. Nó cũng hơi khó rút đấy anh em.
Ây da, rất là dai. Phong rút cho chú cái này cả. Đó, bởi vì mình phải cầm một tay, mình cầm máy quay nên là nó rất là khó rút. Bây giờ là mình sẽ cho thằng cháu nó rút. Đó, ok. Thì bây giờ anh em có thể để ý ở đây cục sạc zin của mình ấy. Cục sạc này thì mình không chạy sạc Honda anh em nhá. Mình không thích cái sạc Honda vì điện nó khỏe quá. Nó hay bị, cái còi nó hay bị lạc tiếng đi. Mình phải dùng cái sạc SD cũng như cái clip lần trước thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Và đây là cái đường sạc zin của mình. Nó sẽ có dây xanh, dây trắng, dây đỏ và dây vàng anh em nhá. Đó, chứ mình không can thiệp đấu nối ghép cái cục sạc Attila hay gì cả. Mình xin khẳng định luôn, cục sạc Attila nếu như anh em tháo bình ắc quy này ra nhá, đố bật được đèn luôn. Khẳng định luôn một điều đấy, đố bật được đèn. Mà có bật được ấy thì cái đèn của bạn nó chỉ sáng lờ mờ nên nó không bao giờ nó sáng rõ như thế, mà nó sẽ giật đùng đùng ra. Nó như kiểu điện máy luôn anh em ạ. Bởi vì cái đường sạc của thằng Attila nó đưa ra nếu như không có bình ắc quy nó chỉ có rơi ở tầm 3V thôi. 3V thì làm sao mà cái đèn của các bạn đủ sáng được. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm lại vào này. Đó, thì vừa lẽ là mình đã chỉnh ốc ga Nanti đây rồi, thì bây giờ mình sẽ đạp lại một lần nữa. Bật chìa khóa lên đã anh em. Tắt đèn đi này. Ây da. Đó. Đã lổ rồi anh em nhá. Bây giờ mình sẽ bật lại đèn một lần nữa. Đó, cái đèn nó sáng bình thường, sáng đứng im luôn. Nó không chớp, không nháy gì cả. Còn nếu như khi anh em tháo bình ắc quy ra mà anh em để Nanti nó nhỏ á, thì cái đèn này nó vẫn cứ chớp bình thường nhá. Bởi vì lý do tại sao nó không có bình ắc quy để nó bù trừ những cái lúc mà cái máy nó đang giật nổ, đang sinh điện như thế này nè. Đó, thì cái đấy thì anh em thợ hoặc là anh em nào có tìm hiểu về cái nguyên lý của phát điện của máy động cơ này thì anh em cũng đã hiểu về cái nguyên lý phát điện của nó. Ok, đấy. Đây là cái clip này là mình sẽ dành cho tất cả những anh em nào đang thắc mắc về cái vấn đề là cái ổn định điện này nó có đủ điện để cấp cho một cái xe. Mình tắt chìa khóa đã. Cái clip này là mình sẽ chia sẻ với tất cả những anh em nào mà đang có nhu cầu tìm hiểu về cái con ổn định điện version 2 của bên mình Thần Thánh này. Đó, liệu là nó có đủ điện để cấp cho xe của các bạn hoạt động một cách ổn định khi mà không có bình ắc quy. Đó, hoặc là khi cái bình ắc quy của các bạn yếu thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Đó, cái clip này thì mình đã giải thích một cách ngon lành cho các bạn rồi. Mình tháo hẳn luôn bình ắc quy ra để mình test cho các bạn. Đó. Và ở trên cái xe này của mình thì mình có gắn luôn là một cái con IC tăng áp lửa sớm ở bên mình đó. Nếu mình có tháo luôn cái bình ắc quy ra nó nổ vẫn ngon lành anh em nhé. Đó. Ok chị ạ. Đây là cái bình ắc quy của mình ở đây. Đó. Đồ mình tháo ra vẫn vứt đây. Xe thì vừa rửa xong, nước vẫn còn chảy ở dưới đất này. Đó, thì cái clip này thì có nhiều anh em mà có hỏi mình cũng alo trực tiếp cũng như là đã đặt hàng của cái sản phẩm bên mình rồi. Về mà lắp trên xe mà cái đường điện nó không được như mong muốn ấy, thì các bạn cũng nên là phải xem xét xem là cái đường điện cấp từ dưới máy lên có ok hay không. Đó, mình chỉ yêu cầu là cái đường điện cấp từ dưới máy lên nó phải là ok. Còn nếu như những chiếc xe diêm Thái hoặc xe diêm tàu hoặc là chiếc xe quay tàu ấy, thì cái đường cấp của nó lên thì thứ nhất là nó là dòng hai cuốn, thì trong đó đã có một cuốn nổ và một cuốn đèn, thì cái đường cấp từ dưới máy lên nó rất là yếu. Và nó phụ thuộc theo năm tháng của các bạn đi ấy. Tuy là cái xe hình thức bên ngoài nó vẫn còn đẹp, bởi vì cái xe zin Thái ấy, thường là cái độ bền nó rất là cao. Hình thức bên ngoài nó rất là đẹp nhưng cái bộ điện của các bạn ấy nó có thể là nó bị hao hư theo thời gian. Bởi vì sao? Nó ở trong cái lốc máy. Ở trong cái lốc máy này anh em nhé. Nó trong này này, nó phải chịu một cái nhiệt độ nóng bao nhiêu năm trời như thế thì cái bộ điện của các bạn nó cũng bị hao hụt đi chứ. Đó, thì có thể là cái đường cấp của các bạn nó kém, thì bên mình đã có cái sản phẩm là bộ điện độ dành cho xe zin Thái. Mình sẽ có một combo độ như thế, từ bộ điện cho đến ổn định điện, IC tăng áp lửa sớm và bóng led. Đó, zin một bộ như thế, anh em về cứ thế là lắp vào là chạy là ok luôn. Đó, thì qua cái clip này thì mình cũng gửi đến cho toàn thể anh em đã sử dụng cái con ổn định điện bên mình là cứ yên tâm mà sử dụng không vấn đề gì luôn. Đó, anh em đã thấy cái sức mạnh của con ổn định điện V2 bên mình chưa? Còn mình xin khẳng định luôn là anh em nào mà đã sử dụng cái cục sạc Attila ấy, nếu như mà muốn tháo bình ra như này để test ấy, mình khẳng định luôn là nó không sáng được luôn nhé. Nếu có sáng được ấy, ánh sáng nó chỉ lờ mờ thôi. Đó, thì cái clip này thì phần nào thì anh em cũng đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó. Kể cả là không có bình ắc quy cũng như có bình ắc quy, nó vẫn cứ cho điện lên trên đèn ắc quy, trên đèn pha của các bạn một cách bình thường. Đó. Đây là mình quay một lần nữa cho cái xe của mình để anh em không thấy cái đường kết nối dây từ bên ngoài nào vào đấy. Đây phía bên hộp xích này. Đó.
Nếu như mình không quay một vòng như thế này thì anh em bảo có thể là mình sẽ kết nối một đường sạc ở bên ngoài vào. Ok, thì bây giờ là mình bật chìa khóa lên, cái đèn đồng hồ của mình đấy không sáng luôn. Đó, bấm còi, không còi kêu. Đó, bây giờ là mình sẽ đập nổ một lần nữa. Đó, điện áp vào đây 10V8 anh em nhé, 10V8 vẫn cứ đủ điện để sáng cái đèn này. Đó, anh em thấy sức mạnh của nó chưa? Ok, thì bây giờ mình sẽ thử bật xi nhan xem nó làm sao. À, bật xi nhan thì cái thằng đèn pha này bắt đầu díu này. Đó, bây giờ là mình sẽ tắt xi nhan đi. Đó, ok. Và bây giờ mình thử passing nhá anh em nhá, mình sẽ thử passing này. À, vẫn passing là bình thường anh em ơi. Đây là cái nút passing của mình, cũng như những cái clip lần trước là mình đã giới thiệu với anh em đó, vẫn passing bình thường. Và bây giờ là mình sẽ tắt cái đèn pha của mình đi và mình thử passing xem sao. À, vẫn passing bình thường anh em ơi. Đó, đây mình nhấn này. Thì bây giờ cái chức năng tự động đề này nó không còn nữa, bởi vì nó không còn bình ắc quy nữa để mà nó tự động đề rồi. Ok. Đó, rất là ngon, ngon bổ rẻ, đúng theo cái nghĩa của đen của Việt Nam luôn, ngon bổ rẻ anh em ạ. Ok, xin chào.